Cuộc chiến sinh tử Nếu giành lại được Hạ viện trong cuộc bầu cử năm 2022 Đảng Cộng Hòa sẽ đưa Nancy Pelosi ra ánh sáng Quốc hội Mỹ đề trình dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga Hộ chiếu vaccine của chính quyền Biden có hiệu lực bất chấp phản đối của các doanh nghiệp Đó là những tin chính trong ngày hôm nay Johnny xin kính chào quý vị Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin quân sự trên kênh Thời báo Sự Thật Và sau đây là phần tin chi tiết trong một lần xuất hiện trên Fox News, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, Kevin M. McCarthy tuyên bố: Nếu chiếm lại đa số vào năm 2022, Đảng Cộng hòa sẽ sử dụng quyền lực của mình để điều tra những sai lầm của chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và những người được bổ nhiệm của bà ấy trước cuộc biểu tình Stop the Steal vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Vào tháng 7 năm 2021, Hạ viện do đảng dân chủ kiểm soát đã được cho phép thành lập Ủy ban lựa chọn Hạ viện Hoa Kỳ để điều tra vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào điện Capitol của Hoa Kỳ trong một cuộc bỏ phiếu mang tính đảng phái. Ủy ban vốn bị cáo buộc là đảng phái công khai, chỉ bao gồm hai trong số chín thành viên của đảng Cộng Hòa, Adam Kinzinger và Lee Cheney. Những người đảng Cộng Hòa nói rằng, Ủy ban này đã né tránh xem xét các sự kiện trước và trong ngày 6 tháng 1 mà có thể liên quan đến các thành viên của đảng Dân Chủ. Ủy ban giả mạo đảng phái này không tập trung vào việc trả lời các câu hỏi quan trọng nhất về lý do tại sao Điện Capitol không được chuẩn bị vào ngày hôm đó và làm thế nào có thể đảm bảo điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Người dân Mỹ xứng đáng được biết những gì mà dòng truyền thông chính thống bỏ qua. Một thực tế là văn phòng duy nhất không cho phép tiến hành điều tra là văn phòng chủ tịch của Hạ viện Pelosi. Ủy ban ngày 6 tháng 1 là một vũ khí chính trị và nó được sử dụng để che đậy cho những thất bại của Nancy Pelosi. Bởi vậy, một cuộc luận tội bà ta sau tháng 11 năm 2020 là điều cần thiết và có khả năng cao để xảy ra. Các nhà phê bình đảng Cộng hòa cho rằng điều đáng chú ý nhất trong số những thất bại lần này là vai trò của Pelosi và những người được bổ nhiệm của bà ta trong công tác chuẩn bị cho Điện Capitol trước thềm sự kiện. Hai nghị sĩ, Ronnie David, thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa trong ủy ban quản lý Hạ viện, cơ quan giám sát an ninh của Điện Capitol, đã nêu ra chi tiết một số sai lầm trong một bức thư ngày 3 tháng 1 gửi cho bà Pelosi. Theo cựu cảnh sát trưởng Quốc hội Hoa Kỳ Stevenson, ông đã yêu cầu lực lượng vệ binh quốc gia tham gia để bảo vệ an toàn trước cuộc biểu tình. Ông Sun tuyên bố. Trung sĩ Paul Irving do bà Pelosi bổ nhiệm đã từ chối yêu cầu với lý do lo ngại về dư luận trước việc đưa nhân viên cảnh vệ vào thành phố. Trong một lần khác, khi ông sinh hỏi về việc đưa về binh quốc gia tham gia, ông Irving đã nói rằng ông ấy cần tuân theo chuỗi chỉ huy. Ông sinh cuối cùng đã bị bà Pelosi buộc phải từ chức sau sự cố an ninh vào ngày 6 tháng 1. Các dân biểu đảng Cộng Hòa đã nỗ lực yêu cầu quyền truy cập vào các tài khoản của Irving ngày 6 tháng 1 nhưng đã bị từ chối. Trong nhiều tháng này, Đảng Cộng Hòa tuyên bố sẽ xem xét kỹ hơn các sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1 mà Ủy ban của Đảng Dân Chủ đã bỏ qua. Họ nói rõ, để thực hiện được yêu cầu này, họ phải có quyền truy cập vào các tài liệu đang bị Chủ tịch Hạ viện Pelosi giữ kín. Trong lần xuất hiện trên Fox News, ông M. McCarthy đã nói rõ rằng bà Pelosi sẽ nằm trong chương trình nghị sự của Đảng Cộng Hòa nếu họ lấy lại Hạ viện. Ông nói, bức thư của ông Ronnie David là chính xác. Khi bạn xem những gì Nancy Pelosi đã làm bạn sẽ thấy bãi đã chính trị hóa quá trình này. Bãi trốn tránh hai câu hỏi chính. Tại sao capital lại chuẩn bị không tốt vào ngày hôm ấy? Và làm thế nào để đảm bảo rằng trong tương lai sẽ không xảy ra điều tương tự? Điều ông Ronnie đặt vấn đề ở đây là sự kiện liên lạc giữa viên trung sĩ và chủ tịch Hạ viện. Pelosi đang phủ nhận thông tin có thể đưa ra chúng ta đến câu trả lời. Trong khi bà Pelosi và các nhân viên của bà đã được cảnh sát Capitol thông báo rằng có thể xảy ra phá vỡ trật tự. Bà ấy không hề đưa ra cảnh báo như vậy cho các thành viên của đảng Cộng Hòa. Có rất nhiều câu hỏi ở đây, cần được trả lời, ông em Cathy nói. Sau đó, ông em Cathy chuyển sang vấn đề làm thế nào để đảng Cộng Hòa có thể tìm thấy những câu trả lời đó. Nếu chúng tôi đủ may mắn, chiếm lại đa số, chúng tôi sẽ có quyền trác hầu tòa và chúng tôi có thể truy cứu trách nhiệm để đảm bảo điện Capitol được an toàn. Sau đại hội 117 của Quốc hội, đảng Dân Chủ đã bị các thành viên đảng Cộng Hòa và các nhà phê bình khác chỉ trích vì thái độ độc đảng cai trị. Quốc hội Mỹ đề trình dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga. Một nhóm các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Mỹ đã trình bày một dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga. Tài liệu được đăng tải trên trang của Ủy ban Đối ngoại Mỹ. Ngày 12 tháng 1, một nhóm gồm 25 thành viên Thượng viện Mỹ thuộc đảng Dân Chủ do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Robert Menander dẫn đầu đã trình bày dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga và Tổng thống Vladimir Putin mà Washington có thể áp dụng nếu tình hình Ukraine đang leo thang tài liệu được gọi là đạo luật bảo vệ chủ quyền của Ukraine. Dự luật nêu rõ rằng, cần có các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức, bao gồm Tổng thống Putin, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng thống Mưu trưởng các lực lượng vũ trang và tư lệnh các ngành khác nhau của lực lượng vũ trang. Ngoài ra, các thượng nghị sĩ đề xuất cấm giao dịch với khoản nợ chính thức và thứ cấp có chủ quyền của Nga, cũng như áp đặt các hạn chế đối với nhất 3 trong số các tổ chức tài chính được đề xuất. Một mục khác, đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với các nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin tài chính chuyên biệt. Dự luật cũng đề xuất cung cấp việc phân bổ hỗ trợ khẩn cấp bổ sung cho Kiev với số tiền 500 triệu USD trong năm tài chính năm 2022. Nếu tình hình xấu đi, như đã chỉ ra, dự luật này gửi một tín hiệu rõ ràng về việc Mỹ đã sẵn sàng đạt được những hậu quả hủy diệt đối với nền kinh tế Nga trong trường hợp tình hình xung quanh Ukraine đang leo thang. Như tờ Washington Post đã viết trước đó, dẫn lời một đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ủng hộ dự luật này. Các đề xuất được nêu ra bao gồm cả những đề xuất liên quan đến việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với lãnh đạo Nga và cá nhân tổng thống Vladimir Putin. Washington đã nhiều lần tuyên bố chuẩn bị thực hiện một số biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga sẽ được đưa ra nếu xung đột quân sự bắt đầu giữa Moscow và Kiev. Hộ chiếu vaccine của chính quyền Biden có hiệu lực, bất chấp phản đối của các doanh nghiệp. Quy định bắt buộc tiêm vaccine của chính quyền ông Biden có hiệu lực vào thứ Hai, ngày 10 tháng 1, áp dụng đối với các doanh nghiệp tư nhân có trên 100 nhân viên. Chính quyền ông Biden đã lập luận rằng hộ chiếu vaccine không chỉ cứu mạng mà còn giúp 5 triệu công dân của Mỹ quay trở lại làm việc, đồng thời thúc đẩy sự phục hồi kinh tế nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, trước quy định này đã vấp phải không ít phản đối từ các chủ doanh nghiệp và người lao động trên khắp cả nước. Theo khảo sát, 37% công nhân chưa được tiêm chủng cho biết họ sẽ nghỉ việc nếu phải tiêm phòng hoặc xét nghiệm hàng tuần. Chính sách hộ chiếu vaccine của chính quyền Biden cho lao động khu vực tư nhân tại các doanh nghiệp có số lao động trên 100 người có hiệu lực vào thứ hai ngày 10 tháng 1. Mặc dù quy định này đang vấp phải những thách thức pháp lý tại tòa án tối cao, khiến một số doanh nghiệp không chắc chắn về cách thức tiến hành. Kể từ ngày 10 tháng 1, các doanh nghiệp có 100 nhân viên trở lên phải đảm bảo toàn bộ nhân viên được, được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine Pfizer hoặc Moderna hay một mũi Johnson Johnson. Ngoài ra, doanh nghiệp phải đảm bảo rằng người lao động được nghỉ phép có lương sau khi tiêm chủng. Các doanh nghiệp cũng phải theo dõi tình trạng tiêm chủng của người lao động thông qua cơ sở dữ liệu, cung cấp cho nhân viên chính sách và quy trình tiêm chủng của công ty. Đồng thời, đảm bảo nhân viên chưa được tiêm phòng phải đeo khẩu trang khi ở nhà. Quy tắc được thực thi bởi cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, áp dụng cho khoảng 84 triệu công nhân Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp không tuân thủ sẽ bị phạt tới 14.000 USD mỗi lần vi phạm. Tuy nhiên, cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho biết, họ sẽ không đưa ra hình phạt đối với việc không tuân thủ cho đến ngày 9 tháng 2 cũng là thời hạn mà các doanh nghiệp phải triển khai phương pháp thay thế xét nghiệm nhanh COVID-19 hàng tuần đối với những nhân viên chưa được tiêm chủng. Tối cao pháp viện Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về quy tắc này. Hiện đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý từ một số nhóm kinh doanh từ các bang Ohio, Missouri, Louisiana và còn nhiều tiểu bang khác nữa. Những người đang thách thức tính hợp pháp của hồ chiếu vaccine của Tổng thống Joe Biden. Vào tháng 11, Tòa Phúc Thẩm vòng năm của Hoa Kỳ đã tạm thời dừng việc áp dụng quy tắc trên toàn quốc. Tuy nhiên, nó đã được khôi phục vào tháng 12, ngay sau khi vụ việc được giao lại cho tòa phúc thẩm vòng 6. Nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả dịch vụ bưu điện Hoa Kỳ, lo ngại rằng hộ chiếu vaccine có nguy cơ gây ra tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Hơn nữa, vào thời điểm các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thuê nhân công mới. Tuần trước, dịch vụ bưu điện Hoa Kỳ đã yêu cầu các quan chức liên bang cho phép tạm thời ngừng hộ chiếu vaccine của chính quyền Biden do thiếu hụt nhân sự và chủ công ứng tiềm năng. Phó tổng giám đốc bưu điện Douglas Atulino đã viết trong yêu cầu gửi cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào ngày 4 tháng 1. Tổ cao pháp viện hôm thứ Sáu đã nghe hai cuộc tranh luận về hộ chiếu vaccine này, lần đầu tiên liên quan đến Biden kiện Missouri. Theo đó, chính phủ liên bang muốn hủy bỏ các phiên tòa cấp dưới đang ngăn cản việc thực thi quy định khẩn cấp ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Bộ Dịch vụ Y tế và Con Người. Quy định yêu cầu hơn 10 triệu nhân viên tại các cơ sở y tế tham gia vào các chương trình Medicare và Medicaid phải được tiêm chủng. Trường hợp thứ hai, từ Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia NFIB kiện Bộ Lao động liên quan đến chính sách buộc lao động khối tư nhân phải tiêm vaccine của chính quyền. Trong các tranh luận hôm thứ Sáu về hiệu chiếu vaccine của khu vực tư nhân, chánh án John robert cho biết chính phủ liên bang có thể đang làm quá mức nhiệm vụ của mình và cố gắng che lắp bằng cách áp đặt kiến chính sách COVID-19 thêm một vấn đề mà trên thực tế do quốc hội phải giải quyết. Ông Robert cho biết, đại dịch nghe có vẻ giống như kiểu mà các bang sẽ phản ứng hoặc nên có và quốc hội nên phản ứng hoặc nên có. Thay vì từng cơ quan, chính phủ liên bang, các cơ quan hành pháp, hành động một mình và phản ứng với nó. Trong một diễn biến khác vào thứ Sáu, luật sư Scott A. Keller của NFIB nói rằng việc áp dụng hộ chiếu vaccine đối với toàn bộ nền kinh tế của cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ gây ra tình trạng dịch chuyển nhân lực lâu dài của nền kinh tế quốc gia vốn đang gặp phải tình trạng thiếu hụt lao động và đường cung ứng mong manh Cơ quan này trước đây chưa bao giờ bắt buộc tiêm vaccine hoặc test nhanh một cách rộng rãi, ít hơn nhiều trong tất cả các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, trong khi các tổng phán của tòa án tối cao vào thứ Sáu dường như bày tỏ một số hoài nghi về quy tắc này, họ đã dừng việc ngăn chặn lệnh bắt đầu có hiệu lực vào thứ Hai. Một cuộc thăm dò hồi tháng 10 từ Kaiser Family Foundation cho thấy 37% công nhân chưa được tiêm chủng cho biết họ sẽ nghỉ việc nếu phải tiêm phòng hoặc xét nghiệm hàng tuần. Tuy nhiên, trong khi một phần tư tổng số người lớn được khảo sát cho biết họ biết có người đã nghỉ việc do yêu cầu tiêm vaccine. Chỉ 5% công nhân chưa được tiêm vaccine cho biết họ đã làm như vậy. Chính quyền ông Biden đã lập luận rằng hộ chiếu vaccine không chỉ cứu mạng mà còn giúp 5 triệu công dân Mỹ quay trở lại làm việc, đồng thời thúc đẩy sự phục hồi kinh tế nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo Sự Thật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Johnny, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.